La Roux tiếng Pháp có nghĩa là màu đỏ, và vì ca sĩ trưởng nhóm Eleanor Jackson có mái tóc hung nên tên gọi này thật phù hợp. Với thành công vang dội của đĩa nhạc Bulletproof, ban nhạc La Roux thường được so sánh với Erykah Badu và ca sĩ Ellie thì được gọi là Lady Gaga của Anh bởi gu thời trang của cô. Vậy sự so sánh này có làm cô khó chịu hay không? Tôi nghĩ là chẳng ai muốn bị so sánh với người khác. Tôi không nghĩ là Lady Gaga thích được so sánh với tôi. Quý vị hiểu ý tôi nói phải không? Tôi rất tôn trọng cô ấy với tư cách là một ngôi sao nhạc pop và chúng tôi là những nghệ sĩ khác nhau. Bất cứ khi nào mà mọi người cảm thấy so sánh được thì họ sẽ so sánh thôi. Bởi vì đối với một số người thì có thể tôi cũng khùng vì muốn có một thế giới tốt đẹp hơn, có mái tóc khác hơn hay bất cứ điều gì đó. Mọi người sẽ so sánh với Lady Gaga vì cô ấy thường mặc các bộ quần áo kỳ cục. Ellie nói rằng kiểu tóc độc đáo của cô được tạo mẫu từ sự buồn chán. Diện mạo mới đã khiến cha cô so sánh cô với một ngôi sao nhạc pop thập niên 80. Bỗng dưng bà tôi gọi tôi là Rick Astley và tôi nghĩ điều đó thật tức cười. Tôi thấy thú vị và giữ kiểu tóc đó và nó đã trở thành một chuyện lớn. Mặc dù tôi không thực sự có ý định như vậy. Đó chắc chắn không phải là một kiểu mẫu tóc. Tôi không nghĩ là tôi sẽ để kiểu tóc này lâu nữa đâu. Nó đã giúp tôi nhiều cho đĩa nhạc này và nó sẽ là điều mà mọi người chú ý tới. Đó là một điều tốt. Là một ngôi sao nhạc pop, quý vị muốn được công nhận ngay tức thì, mặc dù đó không phải là mục đích nhưng nó khá hữu ích cho tôi. Trải mất 6 năm, La Roux mới hoàn thành đĩa nhạc CD đầu tay mang tên mình. Ellie hiện đang viết các bài hát cho album tiếp theo và sẽ cho biết khi nào thì album phim được phát hành. Chúng tôi sẽ luôn tạo ra thứ âm nhạc kích thích mọi người nhún nhảy. Đó chính là La Roux, ít nhất là bây giờ. Tôi cũng muốn nó sẽ gợi cảm hơn. Ý tôi không phải là nói đến khía cạnh tình dục như là mặc váy siêu ngắn chẳng hạn, mà ý tôi là âm nhạc của chúng tôi nghe sẽ gợi cảm hơn. Ellie nói hy vọng sẽ phát hành album mới trong vòng vài tháng tới đây. Lý tưởng nhất là phát hành vào mùa xuân năm nay. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải chờ xem. Ngay lúc này thì điều đó là hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng luôn có những điều không đoán trước được khi bước vào giai đoạn thu âm cuối cùng. Hy vọng là vào mùa xuân. La Roux được đề cử 2 giải Grammy và đang hy vọng 2011 sẽ là một năm vô cùng thành công. Nguyễn Trung, VOA Việt ngữ, Washington.